Xin chào những vị khách hàng của Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du. Hiện tại thì đội ngũ y tá của Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du đang thực hiện cắt chỉ mũi cho vị khách hàng nữ của chúng ta. Em đến đây để cắt chỉ mũi sau 10 ngày thực hiện nâng mũi bằng sụn siêu mềm và kết hợp với phương pháp là thu gọn cánh mũi. Đây, như mọi người có thể nhìn thấy dáng mũi của em chỉ sau 10 ngày thôi nhưng rất vào form, rất là đẹp nha mọi người. Phần cánh mũi đã được thu gọn và đã khắc phục đi cái tình trạng là cánh mũi bị to bè của em trước đây. Và phần trước đây thì sống mũi của em rất là thấp, cánh mũi thì to bè khiến cho em không được tự tin ha, và nó chưa được hài hòa với gương mặt của mình. Thì bác sĩ Việt đã thực hiện phương pháp là nâng mũi bằng sụn siêu mềm kết hợp với thu gọn cánh mũi, mang lại cho em một chiếc mũi hoàn hảo hơn và rất là phù hợp với gương mặt của em. Đây mọi người có thể nhìn thấy chiếc mũi bây giờ đã vào form rất là đẹp sau 10 ngày và tình trạng sưng bầm thì hoàn toàn không có nha mọi người. Đây là dáng mũi sau 10 ngày thì dáng mũi của em đã rất là đẹp và tình trạng là cánh mũi to bè của em trước đây nè đã hoàn toàn được khắc phục. Mọi người có thể nhìn thấy em ơi, sau 10 ngày thì em có còn đau hay là gì không em? Dạ không. Em có hài lòng với chiếc mũi của mình không? Có hài lòng. Mũi của em đã vào form rất là đẹp rồi nha. Rồi sao mình về mình suy nghĩ mình làm thêm cái dịch vụ như là mình cắt mí mắt nha em. Dạ. Bây giờ mũi của mình rất là đẹp nha. Rồi em nên nhớ là mình hạn chế ăn những cái thức ăn mà làm ảnh hưởng đến vết thương của mình nha. Dạ. Để vết thương của mình được lành đẹp hơn nè. Hiện tại thì Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du đang có các chương trình khuyến mãi dành cho các dịch vụ nâng mũi và thu gọn cánh mũi. Thì quý khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu thì hãy nhanh chân đến với Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du, số 355 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là đặt lịch hẹn qua số hotline là 0938 442 998. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những livestream lần sau ạ.